say cả trong giấc nồng. Mong một ngày em cho yêu thương bên đôi môi sắc hồng. Ok, em không được rời đi nhanh đâu, để lại anh trông mong rất lâu. Hey, em ơi hãy ở bên anh, yêu thương chỉ dành riêng anh. Không lo sợ gì khi bên em là một người như anh. Ta sẽ chẳng xa này, yêu thương thiết tha, mãi đến khi về già. Yeah. Em như bông hoa tươi đón nắng mới, nhẹ nhàng trong gió chiều, ngân nga câu ca và bước đi cùng anh. You are my love, you are my love. Tiếng yêu không nên lời, gió hát sau đôi môi, mong tình yêu mãi chung đôi. You are my love, you are my love. Nắng tô môi em hồng, anh say nắng trong lòng. Tới đây làm gì? Vậy kèm. Bộ thấy chưa đủ khuya sao bắt con người ta học? Khuya cái gì mà khuya? Thằng Lộc nói cho tao biết rồi, ở đây có một thằng bé rất là đẹp trai và dễ thương. Giấu ở đâu? Lôi ra đây. Làm gì có ai? Mày đừng có mà giấu tao. Trước sau gì tao cũng dạy em học thôi. Sao trên người mày có cái mùi gì thơm thúi lẫn lộn vậy? Tao nghe được mùi bia nè. Rồi có cái mùi à? Mùi chai. À, ông xã. Nè, đừng để công an phường đến đây bắt cả tao với mày đấy. Sao anh đi Kha? Ngọc Hưng nè Kha. Nó tên là Nghĩa. Không có mượn. Anh là Ngọc Hưng. Em tên là Nghĩa. Trời ơi, ngon quá vậy. Đi về nhà đóng cửa dùm. Đi qua đây. Kệ nó đi. Ngồi xuống đây. Tự nhiên như là nhà của mình nha. Em học ở Sài Gòn hả? Em quên mất, hôm nay em có bài tập về nhà ấy. Anh Hưng về đi, cho em làm. Ê khoan, không có gì hết á, ngồi yên đây cho anh. Em cứ làm bài tập, anh sẽ ngủ lại ở đây. Không có gì phải ngại đâu. Thôi, anh đừng trêu em nữa. Trêu cái gì mà trêu. Trước lạ, sau quen, không có gì phải ngại hết, đi. Thôi, anh Hưng về đi, để em tiễn anh Hưng ra ngoài nhá. Ê anh chưa có xong cái gì hết. Ê, cái thằng này. Ê chợt nhận ra con tim kia đã nhưng nước mắt ướt trong tim, dặn lòng mình dừng lại đây thôi, bước đi rồi nỗi nhớ chẳng vơi. Ngày tháng sau nắng gắt nhưng sao con tìm ra bờ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhau một chút xíu nha. Giỡn đó, học giỏi nhất môn gì nè? Sao? Học giỏi những môn gì? Không biết hả? Anh cũng đoán được mà. Tại vì những người đẹp trai như em á, thường sẽ biết mình giỏi môn gì đâu đúng không? Tại vì em giỏi tất cả các môn mà. Thật ra thì em chẳng giỏi cái môn gì cả. Chín chắc. Thôi, không sao đâu. Anh sẽ giúp được em mà. Vì tương lai của chúng ta, cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà em có quyết định là em thi trường gì, khối gì chưa? Em cũng chưa chọn được nữa. Em phải lo chọn từ bây giờ đi. Để tới nước tới cổ rồi mới nhảy á, coi chừng chìm không kịp đó. Chứ ai như thằng Thiên kia, nó mê trai, theo trai lên Đà Lạt học, rồi cuối cùng sao? Trời ơi, hên là nó đi tàu ngầm, nó mới nổi được trên mặt nước. Chứ không lạ. Ê,
Em có biết nó bê đê chưa? Ờ... Anh kỳ quá ha. Anh kỳ ghê á. Thôi, bây giờ anh sẽ giúp được cho em học giỏi tất cả các môn luôn. Vì tương lai của chúng ta, cùng nhau cố gắng nha. Ok, let's go, học thôi. Đây, cái môn đầu tiên á, em cần học á, chính là môn... Gì vậy? Rau khác quét đi. Mà sao chưa đây em? Ta thấy cái sàn nhà nó sắp mòn luôn rồi đó. Nhưng vi khuẩn thì vẫn còn. Ủa? Chứ không phải giống mày hả? Mày lo dạy học đi. Ờ, anh ơi, mệt quá. Hay là cho em nghỉ giải lao tí nhá. Giải lao hả? Ok, em muốn chế gì anh chế với em nè. Thôi, em chỉ cần đi vệ sinh thôi. Vệ sinh hả? Ok đi, anh dắt. Không cần. Em đi một mình cũng được. Tao nói cho mày nghe một câu này. Bạn bè không thể vì trai mà tương tàn. Nhưng mà vì trai đẹp thì có thể. Mày thích làm gì thì làm. Mày đừng có nghĩ á, tao là thằng Hưng ngây ngô như ngày xưa nữa. Tao bây giờ thông minh hơn, nhạy bén hơn. Người ta gọi tao á là Hưng nhiễm màu, có nghe chưa? Trước sau gì á thì tao cũng có được ẻm thôi. Tao chưa có nói xong mà. Còn bê đê tham vọng. Nghĩa ơi, Nghĩa à, học tiếp em ơi. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi, Hưng đến rồi nè. Ông xã ơi. Mày có im đi không? Làm gì đây? Có chân có tay ra ông tự đi vào. Ủa vô duyên. Bà xã tới thì ông xã phải ra mở cửa cho bà xã chứ. Ai mượn mày? Nghĩa ơi, Hưng tới rồi đây. Anh làm gì đấy? Đi ra. Thôi thôi, em mở cửa. Chết chết, không phải kẹt. Nghĩa ơi, Hưng đến rồi đây. Nghĩa, Hưng đến rồi đây nè. Nghĩa ơi, Hưng đến rồi đây nè. Đâu rồi? Nghĩa. Sao mày chưa về? Tối nay tao ngủ ở đây. Xin được ông bà với em Nghĩa, tại mai Nghĩa có bài kiểm tra ở trung tâm á. Rồi mày ngủ ở đâu? Thì ngủ phòng chồng tao. Hỏi kỳ. Mặt nạ thơm đấy. Đi ngủ như tháo ra không em Nghĩa còn mày ngất xỉu ấy. Nghĩa tặng tao mà. Anh dạy tới như vậy mày không hiểu nữa. Lạnh quyển lại em, anh lại em luôn đó cha nội. Chết. Trong môi trường sư phạm, chúng ta không được nói những lời bậy bạ. Anh Thiên. Sao mặc áo của anh?
Em không có áo nên mượn áo anh mặc tạm. Khoan đã. Từ ngày hôm đó đến giờ em với anh vẫn chưa nói chuyện được với nhau. Có gì đâu mà nói. Học sớm ngủ sớm đi. Em thấy anh nói đúng chưa? Thì cũng đúng. Nhưng mà tại sao phải chọn ô này mà không phải là ô khác? Là vì trái tim anh đặt ở ô này. Đũa của anh này. Cảm ơn em. Kỳ thi vừa rồi của em á, anh thấy em làm rất là tốt luôn á. Cũng nhờ có anh thì em mới tốt được như thế. Vậy rồi hả? Ngồi ăn cơm chung với vợ chồng tao nè. Kỳ thi lần này á, ông xã của tao được 8 điểm môn hóa đó. Sao không có bắt cho tao? Mày phải hỏi chúc mừng hay không chứ? Chúc mừng. Chúc mừng mà cái mặt vậy á hả? Thì ai biết là mày dậy sớm mày muốn ăn cơm đâu. Đây chỉ là kỳ thi mùa hè thôi. Vô trong năm học á, em phải cố gắng thiệt là nhiều nghe chưa? Mắt nó xuống đi. Vợ chồng ta đang ăn cơm. Sao bình thường mày hay ăn cơm tiệm lắm mà? Thì hôm nay muốn ăn cơm nhà cho nó lãng mạn. Hỏi kỳ. Lãng mạn á không phải là mùa hè, mà lãng mạn á là mùa hè có nghĩa. Nghĩa ơi, dạ. Hân muốn ăn đồ xào. Anh muốn ăn thịt gà nữa. Salamun, đi xuống. Ăn mấy cái này á là phải có canh nữa. Nghĩa muốn canh cho Hân đi. Ông xã tao múc canh cho tao nhẹ. Cảm ơn. Nóng quá, nóng quá. Cái miếng nước coi. Trời ơi, nóng quá, thổi cho Hưng đi. Nóng quá. Nóng quá không chịu được. Nóng quá. Mày làm cái gì vậy? Mày ra khỏi nhà tao. Mày. Hai đứa ra khỏi đây. Đi Nghĩa. Đi. Kẻ nó đi. Đi. Kẻ nó đi. Đi. Kẻ nó đi. Để em vào em nói chuyện với anh Thiên. Kệ nó đi em, cho nó ở đó một mình nó tự bình tĩnh đi. Nhưng mà... chắc nó muốn cho tụi mình không gian riêng đó, để hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn á. Nên thôi á, kệ nó đi.
Hay đi qua nhà anh đi, nhà anh có nhiều cái vui lắm. Ê, kể nó đi em ơi. Nghĩa ơi, em thử nhìn anh xem anh có quyến rũ không? Người ta đã đuổi mình đi rồi mà, còn lưu luyến vấn vương làm cái gì nữa? Nhìn anh một cái đi, xem có phải là anh tuyệt trần lắm không? Hãy tận hưởng anh đi. Trời ơi, đừng có nhìn anh như vậy, mắc cỡ lắm. Tuyệt trần ở đâu? Đây nè. Tuyệt trần ở cái răng đầy son này. Anh bị rớt dâu ở mồm à? Tối nay Nghĩa lại đây nha. Không, tối nay em ngủ ngoài phòng khách. Sao mà được chứ. Trời ơi, tối nay anh lại đây với Hưng đi. Đã bảo là em ngủ phòng khách rồi mà. Tôi phải dùng tuyệt chiêu thôi. Nghĩ có thấy nước hoa của Hưng thơm không? Anh Hưng. Hử? Hình như đây là chai xịt phòng mà. Không chịu. Ngủ quá. Đi cũng được đấy. Đi được sao không đi luôn đi. Anh sẽ xé giấy nợ của em. Đồ ngốc. Giấy nợ viết tay, không có bản sao in. Nếu không vì em đẹp trai là anh xé cái giấy nợ thành 100 mảnh rồi. Nghĩa ơi, ra ăn sáng nè em, anh nấu xong hết rồi, phở ngon lắm luôn á. À, mà em cảm ơn anh nhá, mấy ngày hôm nay cho em ở nhờ. Chút nữa em tìm được chỗ, em sẽ dọn đi luôn. Trời ơi, Nghĩa ở đây cả đời cũng được nữa, mà số nợ kia cứ cấn qua cho Hưng đi. Ơ, anh cũng biết chuyện đấy ạ? Sao không biết được, Quỷ Thiên á, thấy vậy chứ anh cậy miệng chút xíu là anh nói ra hết à. Thế anh Thiên có nói gì về em không ạ? Không, thằng Thiên á, cái gì giấu được là nó giấu kín mít à. Nghĩa là một trong những cái chắc nằm trong phạm vi chung giấu cất kỹ của nó rồi. À, thôi ăn đi, để phở nó nở hết bây giờ đó. Dạ.
Nghỉ ăn đi. Dạ vâng, em đang đợi cho hết nóng. Đi Hưng thổi giùm cho. À, anh Hưng ăn đi, anh Hưng ăn đi. Thật là ngon quá đi. Thật là ngon quá đi. Thật là... Nghĩ lừa được tôi á? Nghĩa ơi, ra ăn sáng nè em, anh nấu xong hết rồi, phở ngon lắm luôn á. Anh Hưng ơi, cái bình nóng lạnh bị làm sao ấy, anh còn xem hộ em với. Chết tôi, tiền điện, tiền nước, đợi anh. Anh Hưng ơi, ra ăn sáng. Rồi rồi, anh ra nè, xong rồi. Thiên, dạo này em sao rồi? Anh tới đây làm gì? Anh đến để thăm em. Tao không cần. Thiên, chúng ta nói chuyện với nhau một lát thôi. Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Thiên, chẳng phải anh nói mối quan hệ này một mối quan hệ không bình thường hay sao? Giờ anh tới đây tìm một người không bình thường như tôi làm cái gì? Thiên, nghe nói này, nghe nói là do anh bồng bột, anh mới nói như vậy. Em tha lỗi cho anh nha. Buông tôi ra. Thiên, chúng ta làm lại từ đầu đi. Buông ra. Thiên, anh không buông. Tôi nói... Thiên. Cậu là ai? Tôi phải anh là ai mới đúng chứ? Tôi là người yêu của anh. Đi về đi. Thiên, chúng ta nói chuyện. Hưng. Hưng cái gì? Mày còn gặp thằng chó làm cái gì nữa? Hưng, anh đến để xin lỗi Thiên. Anh tưởng xin lỗi là xong hả? Hưng thôi đi. Anh đừng có nghĩ bây giờ anh quay về đây nói những lời ngọt ngào với nó là sẽ quay về bên anh như trước kia nữa. Thằng Thiên bây giờ đang rất là hạnh phúc. Đi được thì đi luôn đi. Quay về đây làm cái gì? Đây là người yêu mới của nó. Người yêu mới của thằng Thiên bây giờ tốt hơn anh gấp 100.000 lần. Không có lừa gạt nó, phản bội nó như anh đâu. Hương nói rồi đúng không em? Làm sao tình cảm bao nhiêu năm mà dễ dàng quên như vậy được? Làm sao mà không quên được? Làm sao mà không quên được? Trời ơi là trời, 1 năm 365 ngày, 3 năm là 1095 ngày, ai rảnh mà nhớ anh. Nhiều khi anh vừa mới quay đi là quên anh mất tiêu rồi. Tôi nói cho anh nghe này, nếu anh còn động vào người yêu tôi một lần nữa ấy, là không xong với tôi đâu. Thiên, anh không tin. Không tin? Không tin thì thôi, đi về. Đi. Đi. Không, anh phải nói chuyện với Thiên. Không nói gì. Nói chuyện với Thiên. Thiên. Đi. Không có nói gì nữa. Đi. Đi. Thiên. Anh Thiên. Cái người đó là người yêu cũ của anh à? Ờ. Chia tay lâu chưa? Năm nhất đại học. Anh còn tình cảm gì với người ta không? Em đang hỏi công anh đấy. Trả lời em. Không. Hết rồi. Sao đấy? Sáng nay em ăn sáng trễ nên là có hơi khó chịu thôi. Em ăn đi. Anh Thiên,
bôi thuốc dùm em được không? Bị làm sao? Con gì cào em dữ vậy? Em bị quẹt phải. Nghĩa, Nghĩa ơi, Nghĩa. Nghĩa ơi, Nghĩa. Em ở lại đây. Em nói đi, em có thích anh không? Trời ơi, anh phải có được em. Anh còn quyến rũ hơn thiên nhiều mà. Quẹt phải hổ hay gì? Lý do vậy mà cũng nói được. Đợi anh tí. Con nào cào em nhiều thế? Đừng nói với anh em với thằng Hưng. Không có. Em với anh Hưng không có gì cả. Một chút cũng không. Body xấu như thế mà. Quay ra đây. Thiên, em muốn biết sao từ nãy anh lại giận. Không thích thì giận. Lý do như thế mà anh nói được à? Xong rồi đấy. Có không nặng đâu. Tạm thời đừng có tắm. Mà nếu chịu đau được thì cứ tắm. Nấu cơm. Đưa bát anh xới cơm. Em chọn được khối thi chưa? Anh Hưng bảo em là em có thể lựa chọn giữa luật hoặc là nhân văn. Khối D à? Ừ. Em cãi giỏi thế, hay học luật đi. Em thích vẽ. Vẽ kiểu thiết kế, rồi mấy cái hình in trên áo ấy. Như hình trên áo em đấy à? Thiết kế đồ họa. Anh có người bạn học kiến trúc, chắc cũng có thiết kế đồ họa chứ, hoặc là mỹ thuật công nghiệp. Ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chứ em định học ở đâu? Lúc đầu thì em có dự định học ở Hà Nội, nhưng mà bây giờ em có lý do để ở lại Đà Lạt rồi. Em muốn trở thành ca sĩ. Anh nghe máy đi. Alo, con đây ạ. Mẹ với bố khỏe không ạ? Khỏe, mẹ khỏe. Con có ăn uống đầy đủ không đấy? Thiếu thốn thứ gì không?
Thuốc thì ngày nào con cũng vẫn uống, nhưng mà có bổ hay không thì cũng không biết ạ. Mày cứ nói ổn, ổng nghèo để đánh cho. Học hành thì thế nào? Có tham gia đủ mấy lớp học online không? Bố mẹ đăng ký cho rồi, có học đầy đủ không? Con vẫn tham gia đủ hết. Thời gian này có một anh còn chịu dạy kèm con nữa, nên là con học cũng khá hơn rồi. Vậy mẹ phải đi cảm ơn người ta hả? Dạ, không cần đâu ạ. Mà mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con muốn xin lỗi cả bố nữa. Xin lỗi bố, xin lỗi mẹ. Vì thời gian qua con để cho bố mẹ phải lo cho con nhiều quá. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhá. Nhất là mẹ ấy. Mẹ phải uống thuốc điều độ vào, không được bỏ đâu đấy. À, mà mẹ nói với bố là bố cũng phải giữ sức khỏe cẩn thận nhá. Phải có sức khỏe thì mới về cầm chổi đánh con được. Cái thằng này, được rồi. Làm gì thì làm đi. Nhớ mẹ gọi là phải nghe máy nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Con chào mẹ. Chào cả bố giúp con nhá. Trời, anh chưa về nữa hả? Tính ngồi đây tới chừng nào? Anh muốn nói chuyện với Thiên. Nói cái gì mà nói hoài vậy? Cũng chính cái miệng anh nói là nó không bình thường mà. Tôi không có biết á, lý do hai người chia tay là cái gì. Nhưng mà cho dù tôi biết đi chăng nữa, anh cũng không thể nào nói những lời như vậy với nó đó. Về đi, không hồi tôi đẩy xuống đèo đó. Đi đi trời. Anh về nhưng mà giờ này Thiên ốm đi à? Nó ốm hay không kệ bà nó đi. Đi, đi giùm tôi cái đi. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nó nhiều quá. Nói hoài luôn á. Em không có bài tập về nhà. Hôm nay em không có. Anh vào đây để xem vết thương của em sao rồi. Sắp lành rồi đấy. Thế thôi, em nghỉ ngơi đi. Mai dậy sớm học. Anh về phòng. Anh Thiên, tối nay em không có bài tập, cũng không có việc gì làm. Hay là tối nay chúng mình xem phim nhé. Nghĩa, Nghĩa, dừng ở đây thôi, không đi xa được đâu. Thank you.